giản lắm, không có gì cả. Có mỗi chữ thật thôi, sản phẩm thật. Cái này nó là dạ yến thảo thì mình phải nói đúng nó dạ yến thảo. Cái chất lượng thật thì chất lượng cái này của Xuân Quan thì mình phải nói là Xuân Quan, chứ mình cứ đừng có nói là của Nhật hay là của Trung Quốc hay là của Hà Lan gì đấy. Đấy, mình phải thật. Và vấn đề thứ ba là cái giá cả phải thật. Ví dụ như một cái chảo này bây giờ bán 65 ngàn là cả làng bán 65 ngàn. Cùng làm hoa nha, mọi người có gần như thống nhất trong cái tiềm thức rồi, tôn trọng cái giá cả thị trường chung trong tiềm thức của nhân dân rồi, chứ không phải là tự nhiên bỗng dưng thay đổi một cách đột ngột hay gì đấy. Ông nào muốn đưa ra thế nào đưa đâu. Làm nghề gì cũng phải là yêu nghề là chính, cố gắng làm sao mình yêu ngành yêu nghề thì mình sẽ phấn đấu và phát triển nó sẽ được tốt hơn. Như bao làng quê khác, đời nối đời trồng ngô, lúa, rau màu, cần mẫn và chăm chỉ. Nhưng chẳng thể bứt phá để có được cuộc sống sung túc hơn. Người dân Xuân Quan đã phải loay hoay đủ nghề trong nhiều năm. Trước thì tôi là bộ đội chiến đấu ở phía Bắc. Trước đây thì năm 2010 thì tôi cũng tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trước là tôi làm nghề gốm sứ. Ngày trước thì ở đây chỉ có trồng ngô, trồng lúa thì cũng chả ăn thua gì đâu. Rồi cơ duyên đến, khi đã có những hộ đầu tiên mạnh dạn thử thay đổi vận mệnh. Ông Phan Ngọc Oanh được coi như một trong những người sáng lập ra nghề trồng hoa ở Xuân Quan này với hơn 20 năm miệt mài và nỗ lực. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về thì những năm đầu ấy thì tôi cũng cùng với nàng là trồng rau, trồng ngô. Thế nhưng mà sau khi là thấy như là mình trồng rau, trồng ngô mãi thì nó không phát triển được. Tôi yêu hoa từ bé tôi rất thích hoa. Thế là năm nào tôi cũng phải đi chợ. Có năm thì nếu như không ấy thì phải sang tận chợ Mơ mới mua được một nọ hoa. Thế tôi thấy như vậy là Tết đến thì cái thị trường hoa nó rất là sôi động. Đấy. Thế chính vì từ đó mà tôi bắt đầu tôi nảy sinh ra một cái suy nghĩ là trồng hoa. Thế bây giờ tôi cũng có trồng thử một ít hoa Tết thì thấy cái năm ấy trồng thì lại được. Tôi mới đầu tôi chỉ trồng thử cái hoa thực dược, hoa Violet thôi. Thế sau thì thấy là cũng được nhiều tiền hơn là trồng rau dưa. Thế là từ bấy giờ là tôi phát triển sang trồng hoa. Nhưng bấy giờ này chúng tôi chỉ trồng hoa cắt cành thôi. Đến những cái năm 2011-12 ấy thì chúng tôi như vậy là có như vậy cái dịp chúng tôi đi sang Trung Quốc. Chúng tôi thấy là bên Trung Quốc người ta phát triển cái hoa chậu, hoa thảm này rất là nhiều. Thì bây giờ tôi có lấy một ít giống để tôi trồng thử. Trồng thử thì thấy như vậy là nó phát triển rất là tốt. Lúc đầu tiên thì làm thì thị trường cũng rất là khó khăn. Đấy. Trước ấy mà chúng tôi vận động được một người ở làng Xuân Quan và trồng hoa thì rất là khó. Thế nhưng bây giờ thì bà con như vậy là hầu như khoảng độ 60-70% người Xuân Quan đã chuyển sang nghề trồng hoa rồi. Đi cả làng thì không còn thấy ruộng ngô nữa, họa nà thì gặp một cái ruộng rau thôi. Chính thì cái hiệu quả mà bà con đều cứ nhìn nhau đấy mà làm thôi. Chứ còn thì đến bây giờ thì chả cần phải vận động. Có câu rằng khắc đi khắc đến. Ông Oanh đã đi và đã đến được với một nghề mới đầy tiềm năng. Có đầu óc nhạy bén và luôn tìm tòi học hỏi. Sau một thời gian trồng hoa, dù đã cho hiệu quả, nhưng ông vẫn chưa bằng lòng, mà thấy rằng để bền cho mình, cho làng nghề, thì cần phải làm giống. Tất cả là từ cái khó nó cái khôn. Xuân Quan một năm phải đi nhập khẩu tầm 200 tỷ tiền giống các loại. Cho nên là chúng tôi như vậy là thấy như không lẽ mình cứ lệ thuộc mãi vào nước ngoài. Năm nay là bà con cũng thiệt hại rất là lớn vì chúng ta nhập khẩu từ Trung Quốc mà năm nay nó Covid. Ví dụ như là nó không có Covid thì nhập từ Trung Quốc về chỉ 4 ngày là về tới Việt Nam thôi. Thế nhưng là năm nay là Covid không thông quan được. Khi mà cây giống về đến như vậy là Xuân Quan thì nó nẫu, nó nát hết rồi. Nên là chính vì từ những cái khó khăn mà tôi cũng phải trăn trở nghĩ là làm sao mình phải làm được giống. Và nếu đã làm, phải làm một cách bài bản. Công nghệ sẽ là tương lai. Nghĩ vậy và bắt tay làm. Năm 2016, phòng nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
đã ra đời tại làng Xuân Quan, đánh dấu một bước phát triển chuyên nghiệp hơn cho một làng nghề. Khoa học kỹ thuật là then chốt, cho nên là nếu như mình rời khoa học ra là mình thua. Phải thay đổi cái cách nghĩ là người ta làm được, mình làm được, nước ngoài làm được, Việt Nam làm được. Mình phải khẳng định một điều như thế thì mình mới có thể mình làm được. Tôi vẫn cứ mong muốn là làm sao Xuân Quan phải có từ 4 đến 5 phòng nuôi cây mô, chia ra mỗi người làm một chủng loại, thì không những là Việt Nam mình đỡ phải nhập khẩu này, đỡ phải mang tiền đi nước ngoài này, bà con mình sẽ không phải khổ sở về cái chuyện đi nhập giống nữa. Nếu như một cây đồng tiền mà bây giờ mình nhập từ Đà Lạt về là 4.800 đến 4.900 đấy, thì tôi làm ra đây thì tôi bán cho bà con là 4.000 và mình có hỗ trợ 5% của cái hao hụt ý. Thế mà mới nhà làm thì nó chưa đáng gì ấy, đủ được cho bà con. Với diện tích phòng nuôi cây mô chỉ hơn 100 m², nhưng mỗi năm ông có thể cung cấp từ 5 đến 7 vạn cây đồng tiền và 1 vạn cây lan đai châu. Đây mới chỉ là một con số còn rất nhỏ so với nhu cầu của cả làng nghề. Vì vậy, nguồn giống cũng vẫn còn là bài toán khó trước mắt tại Xuân Quan này, cùng những hạn chế về diện tích đất canh tác. Tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ những năm gần đây đã mang lại thời cơ lớn cho Xuân Quan. Khi mà tại các thành phố đông đúc, chật chội, thì tất cả những khát vọng về thiên nhiên chỉ còn trông vào những chậu hoa, chậu cây xinh xắn, như những đốm nhỏ bình yên trong mỗi căn nhà. Để dịu lại bao lo toan, bộn bề của cuộc sống. Những sắc hoa của Xuân Quan vì thế đã tỏa đi khắp nơi. Người Xuân Quan cũng vì thế mà quyết tâm hơn với nghề trồng hoa. Có những thành công được bắt đầu bằng quyết định tưởng như dại dột. Khi mà tôi có ý định quyết định chuyển đột ngột từ cái khi mình đã tốt nghiệp đại học rồi, mình đã từng có trình độ, có kiến thức về một lĩnh vực chuyên ngành xây dựng rồi, mình lại chuyển về nông nghiệp, thì ngay bản thân trong gia đình tôi, đến họ hàng, anh em bạn bè có những cái ý kiến phản đối, vì tự nhiên cảm thấy rằng là phí bao nhiêu năm ăn học mà bây giờ lại về làm nông nghiệp, thì tôi có cái suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn quyết định rằng là mình làm cho mình, làm kinh tế thì làm gì cũng là làm. Và mình có tư liệu sản xuất kinh tế thì có anh chị đi trước, các bác đi trước mà có kinh nghiệm làm hoa, mà hiệu quả kinh tế của nó tương đối cao, thì sao mình đi làm thuê nơi khác. Từ đó tôi quyết tâm là mình thay đổi suy nghĩ và mình quyết định trở về đầu tư cơ sở hạ tầng, rồi là học hỏi thêm về cái kinh nghiệm trồng hoa của các bác. Sau 5 năm thì cũng thấy rằng là cái quyết định của mình là đúng đắn. Chỉ với diện tích 1.500 m², nhưng một năm gia đình anh Thụ xuất bán được khoảng 20.000 cây hoa các loại, thu về hàng trăm triệu đồng một năm. Vườn hồng rực rỡ, khỏe khoắn, luôn được khách hàng ưa chuộng, là minh chứng cho quyết định đúng đắn trở thành người nông dân của chàng kiến trúc sư trẻ. Trồng hoa và sản xuất hoa cảnh này thì nó là nghề nó tương đối hoàn hảo, mang tính chất nông nghiệp nhưng lại là nông nghiệp mang tính chất là chất lượng cao. Vừa có thể là đem lại quả kinh tế này, vừa có thể làm đẹp cho đời lại, cũng là vừa đấy có thể là thưởng thức được cái đẹp. Cũng một bước sang ngang, hộ gia đình anh Phan Ngọc Tiêu chuyển từ nghề làm gốm cổ truyền sang trồng hoa, một lĩnh vực khác hẳn, và phải bắt tay lại từ những viên gạch đầu tiên. Dỡ bỏ toàn bộ lò gốm, anh dồn tất cả diện tích và quyết tâm trồng hoa. Tôi trồng rất nhiều loại hoa, ví dụ như là các loại hoa chậu,
thảm rồi là treo rồi cũng như các loại hồng, cây cảnh các loại. Thì chủ yếu khách hàng của bọn tôi là đến tận vườn để lấy tận nơi. Khi chúng tôi chuyển sang trồng hoa này thì những cái khó khăn lớn nhất là chúng tôi rất là bỡ ngỡ là chưa nắm bắt được các về cây cối hoặc như là những cái chăm sóc. Nên là chúng tôi cũng vừa học hỏi và vừa hỏi những người đã trồng trước. Chúng tôi là mới làm nên chúng tôi cái mô hình cũng là vừa vừa tôi chỉ làm mới được khoảng 4-5 sào thôi. Nó rơi vào khoảng 1.800 mét. Chắc chắn tôi sẽ cứ theo cái nghề hoa này xem là nó đến tầm nào. Và chắc là tôi nghĩ là dài dài bởi vì là nghề của chúng tôi không thể mai một được. Mới vào nghề được 2 năm, nhưng với tình yêu hoa và tâm huyết làm nghề, vườn hoa của anh được đánh giá là rất chắc tay. Hoa đều, đẹp, không hề kém những hộ đã làm cả chục năm trước. Một nghề mới ở Xuân Quan đã mở ra, cơ hội mới cũng được trao cho tất cả mọi người. Gần như thì 100% lao động trong độ tuổi lao động đấy, ở trong làng thì gần như có việc làm. Nhiều hộ gia đình thuê lao động từ các vùng miền khác, Sơn La, Hòa Bình và các cái lao động địa phương khác về làm rất là đông. Những bác nông dân khoảng độ ngoài 60 mặc dù hết tuổi lao động theo quy định của nhà nước, nhưng mà các bác vẫn có thể là làm những công việc phụ trợ. Lần này 70, công việc này thì nó cho với tôi cũng bình thường, tôi không có gì nặng nhọc lắm. Nó nhẹ nhàng thôi. Đây này, ví dụ như là trồng với mùa hoa này, trồng hoa cho cháu này. Thế xong rồi hoa thì làm có giãn cây, cây nào nữa tốt phải giãn nó ra. Giãn ra để cho nó vào ấy mà, nó gọi là cái tán cho nó rộng ra, không phải để nó không phát triển được. Thì là dòng hoa, trong giãn cây cho nó, lúc thu hoạch thì là cho bán. Cắm que thì cắm que, việc thì làm cỏ. Làm cỏ, quanh năm, 6:30 đến 11 giờ. 11 giờ. Giờ là từ 1:30. Từ 1:30 cho đến 5 giờ. Thu nhập thì nó cũng còn hơn cây lúa. Như chúng tôi ở Văn Đức ấy, cũng vào đây làm mướn. Có vườn hoa, có làng hoa này thì vào đây làm mướn. Điều đều thì cũng được 6 triệu, 5 triệu, không chỉ 5, 4 triệu thì theo mà làm được nhiều thì hướng nhiều mà. Hay là mỗi ngày kiếm yến gạo. Thế còn thỉnh thoảng còn viên có ăn bạn là có tiền chứ. Có phải những ăn đâu. Phát triển cái hoa này cũng mong là thôi thì nhà nước quan tâm đến mà nhìn nhận đến cái nàng hoa này là có gì là giúp đỡ dân. Đây có những đồ cái gì có thể mà giúp đỡ dân này thì mà giúp đỡ. Đấy, chúng tôi chỉ có mong thế thôi. Một năm có 4 mùa thì hoa ở Xuân Quan có đến 3 vụ chính. Đặc biệt là vụ cuối năm. Làng hoa vô cùng quyến rũ với muôn ngàn sắc màu rạng rỡ. Với lễ hội hoa say đắm lòng người được tổ chức thường niên để đón chào một năm mới. Và mỗi du khách đến đây khi trở về sẽ là những sứ giả lan tỏa thông điệp về tình yêu thiên nhiên qua những sắc hoa kỳ diệu.